Tại lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Sông Công lần thứ 7 năm 2022, tổ chức chiều ngày 18 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 20 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc tại đại hội, trao cờ thi đua cho 3 tập thể có thành tích cao tại đại hội. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tổ chức 11 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Sông Công lần thứ 7 kéo dài từ tháng 2 năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022, thu hút trên 2.000 vận động viên tham gia. Các môn thi đấu tại đại hội được tổ chức đúng tiến độ, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Các vận động viên tham gia đều thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, chấp hành nghiêm những quy định của ban tổ chức, tổ trọng tài, thi đấu nhiệt tình với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, kịch tính đạt chất lượng chuyên môn. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao trên 150 giải thưởng cho các cá nhân, đồng đội và đoàn vận động viên ở từng môn thi đấu. Đại hội thể dục thể thao thành phố Sông Công lần thứ 7 là sự kiện thể thao trọng đại của địa phương, định kỳ tổ chức 4 năm một lần. Thông qua đại hội, ngoài việc đánh giá phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, thành phố sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, xây dựng kế hoạch để giúp phong trào luyện tập thể thao ngày càng phát triển.